Thưa quý vị, mới đây công an quận Ba Đình Hà Nội đã bắt giữ một đối tượng có hành vi cướp giật với thủ đoạn hết sức manh động. Được biết đối tượng này đã có tiền án về tội cướp giật tài sản. Trước đó, công an phường Phúc Xá quận Ba Đình nhận được tin báo về việc khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10 tháng 7, cháu HA, sinh năm 2009 cầm điện thoại di động Redmi đi từ đường 19 Phúc Xá đến khu vực chợ hải sản phường Phúc Xá thì bị một đối tượng dùng kim tiêm đe dọa cướp điện thoại. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an phường Phúc Xá khẩn trương điều tra xác minh. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, công an phường Phúc Xá bắt giữ thủ phạm là đối tượng Lê Đức Thành. Tại cơ quan công an, đối tượng Thành còn khai nhận ngày 2 tháng 7 tại khu vực chợ Hải Sản đã cướp một điện thoại Samsung S21 với thủ đoạn như trên. Theo hồ sơ, đối tượng Lê Đức Thành đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định. Có thể thấy rằng thủ đoạn của đối tượng này không mới, nhưng hành vi thì càng ngày càng manh động và liều lĩnh. Vì vậy, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản của bản thân, tránh để những kẻ xấu lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội.